Các tham luận tại hội thảo đã khẳng định, 35 năm qua, trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đã diễn ra một quá trình đổi mới, phát triển sâu sắc và toàn diện trên cả hai tính chất, đặc trưng cơ bản của văn hóa văn nghệ Việt Nam, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân, gia đình, làng xã, tổ quốc, lòng nhân ái, khoan dung trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống. Bản sắc văn hóa văn nghệ dân tộc còn đậm nét trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo. Tuy nhiên, bên cạnh các xu hướng phát triển chủ đạo tích cực trên, còn một xu hướng phát triển trạch định hướng, lệch chuẩn, loạn chuẩn đang diễn ra trong đời sống văn học nghệ thuật. Và chính những lệch lạc về giá trị này là một trong những nguyên nhân trực tiếp tác động tới tình trạng một bộ phận không nhỏ công chúng tiếp nhận suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Thứ nhất là đạo đức xuống cấp, tha hóa con người, đấy là một sự thực không thể chối bỏ được. Thứ hai là trong đời sống văn hóa có rất nhiều chuyện, mặc dù văn hóa chúng ta đã có rất nhiều tiến bộ. Bản thân đời sống văn hóa của mỗi một người dân, của mỗi một cộng đồng dân chúng thì đều có thay đổi rất là tiến bộ so với cơ kia. Tuy nhiên, giá trị lệch lạc, đấy là một sự thực không thể phủ nhận được. Quan niệm giữa tiền bạc và địa vị là những cái quan niệm rất không đúng. Giáo dục có vấn đề, y tế có vấn đề, quan hệ giữa người với người trong chữa bệnh có vấn đề, người với người trong giáo dục có vấn đề. Nhằm giải quyết vấn đề này, trong các kỳ đại hội đảng gần đây và trong các nghị quyết chuyên đề về văn hóa, văn học, nghệ thuật, Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ cần tập trung xây dựng cho được hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Đặc biệt, trong các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hàng đầu để xây dựng nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là tập trung hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong một cái quá trình mà nó diễn ra một cách sôi động, phong phú và cũng có cái phần hỗn độn như thế, thì bây giờ chúng ta là những cái nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật ấy, các cái nhà quản lý ấy, phải tìm ra những cái giá trị nào là nó vừa mang cái tính chất dân tộc, nó vừa mang cái tính hiện đại, dân tộc nhưng kết hợp với hiện đại nhưng mà trên cái căn cốt là dân tộc, để phát triển cái văn hóa và con người Việt Nam, và trong đó có cái văn học nghệ thuật của Việt Nam. Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ khái niệm, nội hàm của hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam, dân tộc và hiện đại.